Chào quý khán giả đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát sóng vào lúc 23 giờ hàng ngày. Bản tin gồm những thông tin nổi bật trong ngày và những vấn đề đang được quan tâm. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ giải pháp hoạt động ngân hàng 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị đầu cầu Tây Ninh, ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh tham dự. Năm 2022, ngành ngân hàng có đóng góp quan trọng, góp phần củng cố nền kinh tế vĩ mô, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức thấp bình quân 3,2%, tăng trưởng kinh tế phục hồi ở mức cao, thị trường tiền tệ ngoại hối ổn định, mặt bằng lãi suất tăng gần 1% một năm. Mức biến động này thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới và khu vực. Tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2022, vốn huy động đạt 62.248 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 86.326 tỷ đồng. Tổng huy động vốn của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hơn 2.080 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023, hệ thống ngân hàng Tây Ninh hoạt động với chỉ tiêu tổng nguồn vốn huy động tăng 12 đến 14% so với năm 2022 dư nợ tăng từ 13 đến 15% so với năm 2022, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ dưới 3%. Chiều ngày 28 tháng 12, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với đoàn công tác những nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, cùng với cả nước, năm 2022, Tây Ninh khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội rất tích cực. Lần đầu tiên sau 10 năm, Tây Ninh hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra. Trong đó nổi bật là về thu ngân sách, về tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong nội địa và trên biên giới tiếp tục được giữ vững. Về công tác xây dựng đảng, tỉnh đã triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ về tự soi tự sửa, gắn với việc trà soát thực hiện nghị quyết đảng bộ cấp mình và thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế với quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh đã chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách, người nghèo, đảm bảo mọi người đều được vui xuân đón Tết. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh là tỉnh biên giới Tây Ninh có vị trí rất quan trọng trong đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biên bộ với tiềm năng sẵn có, kỳ vọng Tây Ninh tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Đại tướng Tô Lâm cũng ghi nhận những kết quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Đối với công tác công an, đại tướng Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an tỉnh nhà trong thời gian qua đã phát huy truyền thống, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhân dịp năm mới sắp đến, đồng chí đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đón xuân mới với nhiều khí thế mới, nhiều niềm vui mới, xây dựng Tây Ninh ngày càng ổn định và phát triển. Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023. Cùng dự chương trình còn có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên trong đoàn đã tặng 150 phần quà, trong đó có 50 phần quà của Bộ Công an và 100 phần quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023. Ngoài ra, Đại tướng Tô Lâm cũng đã tặng quà cho Ban chấp hành Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh cũng trong buổi chiều cùng ngày 28 tháng 12 năm 2022, đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành. Nhân dịp này, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng 50 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn của thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành. Sáng ngày 28 tháng 12, cụm thi đua hội nhà báo các tỉnh miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong năm 2022, các hội nhà báo trong cụm đã triển khai phát động nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thu hút sự quan tâm tham gia của các chi hội và các hội viên. Các đơn vị cũng duy trì và tổ chức thành công giải báo chí truyền thống của tỉnh Thành Bình, thu hút đông đảo hội viên người làm báo tham gia. Tổ chức xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu các tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2021, đảm bảo đúng quy định. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức hội và công tác phát triển hội viên luôn được hội nhà báo các tỉnh thành quan tâm. Số hội viên mới được kết nạp đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc phát động cử hội viên tham gia và đạt giải tại hội thi tiếng hát người làm báo khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ tổ chức các hoạt động trao tặng cấn phẩm báo chí, trao tặng quà vật tư y tế với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh cho biết, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Trong năm 2022, cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hợp lý. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác kiểm tra công vụ được tăng cường. Qua đó, đã góp phần nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành trong tỉnh các tổ chức tôn giáo cũng như sinh hoạt tôn giáo của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tín đồ tôn giáo trong tỉnh tương đối ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, với nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác văn thư lưu trữ được quan tâm thực hiện, đã giải quyết được khối lượng lớn tài liệu tồn động và đang số hóa khối lượng tài liệu lưu trữ lịch sử, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Sáng ngày 28 tháng 12, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân chính thức được động thổ khởi công xây dựng dưới sự chủ trì của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, cùng sự tham dự của lãnh đạo huyện Châu Thành và các lực lượng đứng chân thực hiện nhiệm vụ trên khu vực cửa khẩu. Công trình đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân được xây dựng mới ngay cạnh vị trí đồn cũ, tọa lạc tại ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành. Dự án có tổng mức đầu tư là 34 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn NAD tư vấn thiết kế, công ty phúc kiến tư vấn giám sát và công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hoang thi công, thời gian hoàn thành là 360 ngày. Ngày 28 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023 do Sở Y tế chủ trì đã tổ chức ra quân kiểm tra trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa hàng Bách Hóa Xanh, địa chỉ số 7 Nguyễn Văn Linh, phường Long Thanh Bắc. Chi nhánh số 1, thực phẩm Đại Thành Công, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp tư duy chính văn kiến công, địa chỉ số 12 hẻm 55, đường Phạm Hùng, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành. Thời điểm kiểm tra, đoàn chưa phát hiện hành vi vi phạm và yêu cầu hai cơ sở tiếp tục duy trì điều kiện vệ sinh về trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện về con người trong quá trình kinh doanh đồng thời tổ chức lấy mẫu các sản phẩm mà hai cơ sở đang kinh doanh để kiểm nghiệm tiếp đó đoàn đã tiến hành kiểm tra nhắc nhở các tiểu thương buôn bán tại chợ long hoa kinh doanh các mặt hàng phục vụ thị trường tết như bánh kẹo mứt về chấp hành đảm bảo an toàn thực phẩm kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ qua test nhanh đoàn đã phát hiện một số mặt hàng có dấu hiệu sử dụng hàng the chất tẩy trắng các tiểu thương đã chủ động tiêu hủy những mặt hàng trên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại thành phố Thủ Đức và tầm thấp tại quận 11 trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2023. Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ cần thực hiện đúng nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng pháo, đồng thời các đơn vị cần đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Chương trình pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2023 của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2023. Điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Điểm tầm thấp thực hiện tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Trong chuỗi sự kiện mừng Tết Dương lịch 2023, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức sự kiện đếm ngược, khao đao tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn, quận Nhất. Tổng chi phí tổ chức sự kiện này được ước tính khoảng 12 tỷ đồng. Sáng ngày 28 tháng 12, trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt, ban tổ chức đã khai mạc ngày hội khinh khí cầu năm 2022. Người dân và du khách có thể sử dụng dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt trên độ cao 200 m hoặc bay treo tại chỗ ở độ cao 50 m. Đây là dịch vụ lần đầu tiên được triển khai phục vụ du khách đến với Đà Lạt với mức giá bay tự do là 5 triệu đồng mỗi lượt và bay treo là 200.000 đồng một lượt. Trước khi triển khai dịch vụ bay này, đơn vị tổ chức đã tiến hành khảo sát bay thử nghiệm, huấn luyện phi công và xin cấp phép bay theo quy định. Chương trình bay kinh khí cầu tại Đà Lạt sẽ diễn ra cho đến sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023 để phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, tối 31 tháng 12 năm 2022 sẽ diễn ra buổi trình diễn bay kinh khí cầu mini đêm hội ánh sáng Nailo đón giao thừa chào năm mới 2023 tại quảng trường Lâm Viên. Ngày 27 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hối thúc chính quyền Taliban tại Afghanistan, đảo ngược các chính sách áp đặt với phụ nữ và trẻ em gái, vốn bị cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ trong thời gian gần đây tuyên bố chung của hội đồng bảo an liên hiệp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về những rào cản ngày càng gia tăng đối với phụ nữ và trẻ em gái tại afghanistan trong việc tiếp cận giáo dục cũng như lệnh cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ ngo tuyên bố nhấn mạnh những lệnh cấm này đã đi ngược lại với cam kết trước đây của chính quyền taliban Hội đồng quan liên hiệp quốc hối thúc Taliban mở cửa trở lại các trường học, nhanh chóng đảo ngược các chính sách và hạn chế nhằm đảm bảo những quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái, cũng như sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực. Trước đó cùng ngày, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền cũng cảnh báo lệnh cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, NGO không chỉ làm suy yếu xã hội Afghanistan mà còn ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cung cấp các dịch vụ thiết yếu của các NGO trong mùa đông khi nhu cầu viện trợ nhân đạo tại Afghanistan ở mức cao nhất. Một số lượng lớn thiên Nga từ Serbia đã đến vùng đất ngập nước huyện Nhược Nhĩ Cái ở tỉnh Tứ Xuyên để nghỉ đông, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt. Vùng đất ngập nước huyện Nhược Nhĩ Cái ở tỉnh Tứ Xuyên là một khu bảo tồn cấp quốc gia. Nhờ những nỗ lực bảo vệ không ngừng, môi trường sinh thái của vùng đất ngập nước này đã được cải thiện, thu hút nhiều loại động vật quý hiếm đến trú đông ở đây loài thiên nga lớn đang được bảo vệ ở cấp quốc gia. Đó là một trong những loài chim có khả năng bay cao nhất thế giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website taininhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh youtube truyền hình Tây Ninh hoặc cả ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!